nắm cho về đâu nhưng mà không sao đâu. Bao giờ? Ông Khánh đi. Bao giờ? Hôm qua vừa lăn, hôm qua tối hôm qua đau thế. Sáng nay đỡ, tối vào chiều vào bảo lăn tiếp. Vào phát ông bắt uống cốc đường đầy úp. Ba thìa đường đầy. Ông vào ông ấy lăn nhau, ông lấy tiền. Vâng. Ông có bao giờ lấy tiền cháu? Ba tháng mùa xuân hội chùa Hương, 13 tháng mùa xuân. Một tháng chúc mừng đủ các loại hội. Đô. Ở chỗ điện máy phụ phí giữa các bác đấy. Đâu chữa được mà chú. Tự nhiên là chữa được mày quá. Ngày mà cần tháo. Ok, bắn đi. Đó. Đó đi. Rồi.